Xin chào bạn, video này chúng ta sẽ cùng nói đến chủ đề đó chính là iPad và phần mềm Procreate. Thế thì ngày càng có nhiều các bạn trong quá trình mà chúng ta mới tìm hiểu về lĩnh vực vẽ điện tử này thì một trong những cái thiết bị đầu tiên mà chúng ta quan tâm đến đó chính là iPad. Và Lim Jim cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi liên quan đến chủ đề về iPad và ứng dụng của iPad trong vẽ điện tử. Rồi là liệu rằng iPad có phải là một cái thiết bị thực sự phù hợp để vẽ điện tử hay không? Thì video này chính là một cái video để giải đáp cái thắc mắc đó cho các bạn. Và trước khi đến với những cái chia sẻ sẽ có trong nội dung chính của video ngày hôm nay thì Lim Jim cần phải khẳng định với các bạn hai điều. Điều thứ nhất đó chính là Lim Jim không phải là một tín đồ của Apple. Lim Jim thì chưa từng dùng bất cứ một cái đời iPhone nào trước đây hay là những cái sản phẩm của Apple liên quan. Chính vì vậy thì mình không đứng dưới tư cách là một fan, một tín đồ của Apple để mong muốn các bạn sẽ sử dụng những cái sản phẩm Apple giống như mình. Điều thứ hai, video này dành cho những bạn mà chúng ta đang chuẩn bị mua cho mình một chiếc iPad Apple để có thể phục vụ cho việc vẽ điện tử. Chính vì vậy thì mình sẽ không nói chi tiết về những cái tính năng và những cái sức mạnh của iPad Apple liên quan đến những cái lĩnh vực giải trí hay là game khác. Chính vì vậy, đây sẽ là một chiếc video rất là thực dụng và Lim Jim hứa sẽ chia sẻ cho các bạn một cách chân thành nhất những cái trải nghiệm đã có của mình từ việc vẽ điện tử trên iPad Pro. Vậy thì iPad Pro có đáng là một chiếc bản vẽ thay thế hay không? Chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung chính ngày hôm nay nhé. Rồi, và để giúp cho các bạn có thể dễ dàng tiếp cận được cái nội dung ngày hôm nay Lim Jim chia sẻ cho các bạn thì giống như hầu hết các cái video khác, Lim Jim sẽ chia cái video này thành 3 cái phần rõ ràng để các bạn có thể tiện theo dõi nhé. Phần đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu đến một vấn đề, đó chính là vẽ điện tử với iPad có thực sự cần thiết hay không. Thì đầu tiên xin thưa với tất cả các bạn rằng là iPad và vẽ điện tử thực sự là một cái trải nghiệm cực kỳ là sướng, rất sướng các bạn ạ, nhưng mà nó tốn tiền, thực sự là như vậy. Thế thì video này rõ ràng Lim Jim đã nói rồi, mình không phải là một tín đồ công nghệ hay là mình không phải là dạng có thể sẵn sàng để theo đuổi những cái device mới mỗi năm của Apple hay là sẵn sàng bỏ một khoản tiền khá là lớn ra để chỉ để trang bị một cái thiết bị vì nó là cái đời mới. Thì đây không phải là cái video định hướng cho những bạn như vậy nhé. Chính vì vậy thì Lim Jim mới dùng cái từ đó là đắt tiền. Thế thì vẽ điện tử trên iPad Pro là một trải nghiệm thực sự là đắt và sắt ra miếng các bạn ạ. Nó cho mình một cái cảm giác cực kỳ là chân thực, giống như là vẽ truyền thống vậy. Và cái tính năng của phần mềm Procreate trong video này thì chắc chắn là mình hãy hiểu ngầm với nhau rằng là mình sử dụng cái phần mềm Procreate là một cái phần mềm vẽ phổ biến nhất dành cho iPad Pro các bạn nhé, và iPad nói chung luôn. Và chắc chắn rằng các bạn sẽ phải hiểu một cái yếu tố nữa, đó là Lim Jim muốn nói rằng bộ đôi iPad kèm với Apple Pencil nhé các bạn nhé, thì nó mới đem lại cái cảm giác hoàn hảo nhất có thể của nhà sản xuất Apple. Thế thì trở lại với vấn đề thì đây chính là một cái trải nghiệm, một trong những trải nghiệm tốt nhất mà Lim Jim có được về vẽ điện tử. Thực sự là như vậy, Lim Jim đã có cơ hội vẽ trên rất là nhiều những loại bảng vẽ điện tử của nhiều hãng khác nhau cũng như là bảng vẽ màn hình nữa. Nhưng cảm giác vẽ trên iPad Pro nó vẫn là một cái trải nghiệm gì đó Lim Jim đánh giá là nó nhỉnh hơn so với các loại bảng vẽ khác do cái tính cơ động của nó nữa. Và lát nữa thì chúng ta sẽ được tìm hiểu cụ thể về các cái công năng và những cái ưu điểm rõ ràng của iPad sau, được chưa? Nhưng trước hết là cần phải khẳng định với các bạn là như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng được tìm hiểu đến hai cái nhóm người mà Lim Jim liệt kê ở đây để giúp cho các bạn biết rằng là mình thuộc nhóm nào, mình thuộc nhóm là nên mua trang bị cho mình một chiếc iPad hay là chưa nên mua một chiếc iPad nhé. Đầu tiên đó là nhóm chỉ định, tức là những cái bạn, những cái người mà trong nhóm này thì nên mua cho mình một chiếc iPad cho việc học vẽ nhé. Đầu tiên đó chính là người sáng tác vẽ điện tử, tức là sáng tác tranh điện tử, vẽ điện tử đó. Thì Lim Jim cũng là một cái người như vậy, mình đã có cho mình một chiếc Wacom. Tuy nhiên nhiều khi cái việc vẽ cần có một cái không gian riêng hay là các bạn cần cái yếu tố cơ động thì lúc này iPad sẽ phát huy tác dụng và nó giúp cho những người sáng tác này tìm thấy cái hiệu quả làm việc hiệu quả hơn ở những cái không gian khác. Mà nhiều khi chúng ta cần bảng vẽ điện tử, chúng ta sẽ phải mang theo rất là nhiều các thiết bị khác, ví dụ như là laptop hay là sạc, thì với một chiếc iPad thì chúng ta có thể giải quyết được nhiều vấn đề như vậy ha các bạn. Nhóm người thứ hai mà Lim Jim muốn hướng tới đó chính là nhóm người mà di chuyển nhiều. Cái nhóm người này đại diện là những người mà thường phải làm ở trên những cái hiện trường này hay là gặp khách hàng nhiều hơn, mà trong những cái lúc đó chúng ta cần phải phác thảo cái ý tưởng cho khách hàng nhanh chóng nhất có thể, thì đây chính là một cái lựa chọn tuyệt vời cho các bạn nhé.
Rồi, nhóm người thứ ba đó chính là nhóm freelancers. Chắc chắn rồi, nhóm freelancer là những bạn mà yêu thích sự tự do, không thích ràng buộc mình vào một cái công ty nào đó. Các bạn có thể sử dụng iPad để các bạn vẽ bất cứ chỗ nào, các bạn vẽ trên phòng ngủ, phòng ăn, phòng tắm, hay là các bạn vẽ ở quán cà phê, thì iPad vẫn là một cái sự lựa chọn tuyệt vời cho các bạn nhé. Mua đi một chiếc ha. Nhóm người cuối cùng mà Lim Jim hướng tới đó chính là nhóm sinh viên nhưng chưa có laptop. Các bạn nghe kỹ nhé, sinh viên nhưng chưa có laptop. Tại sao lại như vậy? Thế thì nếu như các bạn so sánh một cái mức giá của một chiếc iPad so với một chiếc bảng vẽ thì rõ ràng rằng iPad là một cái lựa chọn nó khá là mắc tiền so sánh như vậy. Nhưng nếu các bạn chưa có laptop thì cái việc trang bị một chiếc bảng vẽ nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Bảng vẽ là một thiết bị đính kèm với laptop hay là máy tính cá nhân các bạn ạ. Chính vậy thì các bạn mua một chiếc bảng vẽ thì không có nghĩa là các bạn vẽ được ngay, mà các bạn cần phải có một chiếc laptop nữa. Chính vậy nếu các bạn chưa có cho mình một chiếc laptop hay là máy tính PC, vậy thì các bạn nên cân nhắc cái việc là thay vì mua một cái bộ như vậy ấy, thì chúng ta nên mua một chiếc iPad nha. Đó, trên đây là bốn cái nhóm người mà thuộc cái nhóm người đầu tiên. Nếu như các bạn rơi vào nhóm người này thì các bạn nên cân nhắc cho mình cái sự lựa chọn là mua một chiếc iPad và một chiếc bút Apple Pencil nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhóm tạm thời gọi là chưa chỉ định nhá. Có thể là sẽ cần mua trong tương lai nhưng không phải bây giờ. Đầu tiên đó chính là nhóm, tất nhiên rồi, sinh viên nghèo và đã có laptop rồi. Thế thì rất là nhiều bạn sinh viên để cố gắng theo học thì các bạn đã mua một chiếc laptop khá là rẻ thôi. Laptop thì bây giờ giá bình dân nó cũng đã có khá là nhiều rồi. Và với một chiếc laptop như vậy, với cái kinh tế của các bạn chưa thực sự ổn, các bạn còn phải đi làm thêm hay là các bạn còn phải nhận viện trợ từ gia đình, bố mẹ, thì chưa nên nghĩ đến việc là mua một chiếc iPad. Thực sự là như vậy, Lim Jim tâm sự chân thành với các bạn là như vậy. Thay vì thế hãy tìm hiểu những cái bảng vẽ điện tử, thậm chí là bảng vẽ cũ, bảng vẽ second hand trên những cái group mà Lim Jim đã từng chia sẻ cho học viên của mình. Các bạn có thể click vào cái đường link ở trong phần description, Lim Jim sẽ dẫn nó ra một cái group mà Lim Jim thấy rằng có khá là nhiều bạn đang bán những cái bảng vẽ điện tử trong đó nhé. Đã dùng rồi và vẫn còn bảo hành, các bạn có thể lựa chọn cái đó thay vì một cái chiếc iPad thì nó sẽ là một cái lựa chọn thông minh hơn và đương nhiên rằng nó cũng sẽ giúp cho các bạn vẽ rất là hiệu quả. Rồi, nhóm người thứ hai đó chính là nhóm designer và ngồi cố định ở một cái vị trí nào đó. Designer thì có rất là nhiều dạng, các bạn có thể thiết kế banner, biển bạt, hay các bạn có thể thiết kế ứng dụng, games, rất là nhiều thứ mà không nhất thiết phải cần đến bảng vẽ điện tử hay một chiếc iPad. Thế thì nếu như các bạn không bị ảnh hưởng bởi người khác hay là đừng cố nghĩ cho mình rằng là chúng ta cần phải theo bạn nọ bạn kia để có cho mình một chiếc iPad để nhìn nó sang chảnh chẳng hạn, thì đừng nên mua vội, các bạn có thể sẽ chưa dùng đến nó đâu. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần 2. Chắc chắn rằng những bạn mà chúng ta đang có nhu cầu mua cho mình một chiếc iPad để phục vụ cho việc vẽ điện tử ấy, thì các bạn đều quan tâm đến cái việc đó là những cái ưu nhược điểm mà iPad đem lại cho các bạn, thì đây chính là cái phần cho các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi ngay vào phần nhược điểm trước. Nim Jim rất là mong muốn nói về phần ưu điểm bởi vì thực sự là nó có rất là nhiều các ưu điểm bạn ạ, nhưng phải cố nén lòng mình lại để nói cho các bạn một số những cái nhược điểm trước. Để tránh cho cái video nó quá dài ha. Đầu tiên, nhược điểm đầu tiên như Lim Jim đã nói trong phần trên cho các bạn đã hiểu một phần, đó chính là dù là cái thiết bị rất là tiên tiến và hiện đại, có sức mạnh vô song, nhưng nó không có nghĩa rằng nó sẽ hỗ trợ cho các bạn để các bạn vẽ được đẹp hơn nếu như các bạn không hề có kiến thức về phần mềm ha. Các bạn cần phải clear cái vấn đề này, cần phải ghi nhớ rõ, các bạn vẫn phải học phần mềm bình thường. Và tin buồn cho các bạn đó chính là iPad và Apple Pencil nó không thực sự hỗ trợ hoàn thiện, và cái trải nghiệm của nó dành cho phần mềm Photoshop là khá là buồn trên iPad. Lim Jim không biết rằng là bây giờ thì phần mềm Photoshop đã hoàn thiện được một cái bản trên iPad hay chưa, nhưng trước đây với những cái trải nghiệm của mình về Photoshop trên iPad thì Lim Jim thấy rằng không thực sự là hài lòng với cái trải nghiệm này. Cái nhược điểm lớn thứ hai đó chính là iPad thì không phải là một cái thiết bị phù hợp cho những cái công việc, những cái artwork mà đòi hỏi cái yêu cầu quá cao, quá khắt khe và những cái công việc mà nó cần phải liên kết với nhiều những cái phần mềm, những cái software khác nhau. Thì các bạn biết rằng iPad nó điển hình là cái tính cơ động. Dù rằng phần mềm Procreate có thể dễ dàng xuất file sang Photoshop nhưng nó sẽ khá là mất thời gian nếu như các bạn không có bảng vẽ. Các bạn dựa hoàn toàn vào Procreate thì rõ ràng nó sẽ có giới hạn của nó, và với những cái công việc đòi hỏi cái sự chi tiết tỉ mỉ cao giống như là games hay là concept art
thì một vài trường hợp thì iPad với cái nhận định của mình, một người đi làm rồi, thì Liêm Chim nghĩ rằng nó sẽ đóng vai trò là một cái công cụ trung gian giúp cho cái việc truyền tải cái ý tưởng và một cái khâu trung gian nữa trước khi chúng ta kết nối với phần mềm Photoshop để hoàn thiện nó với những công việc đòi hỏi cái độ tỉ mỉ cao các bạn nhé. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với cái phần mà Liêm Chim rất là muốn nói đến nó, và chắc chắn rằng tất cả các bạn cũng đều mong muốn đến cái phần này, đó chính là ưu điểm của vẽ Procreate trên iPad là gì. Thì nó có quá nhiều các bạn ạ. Chính vì vậy thì ở video này Liêm Chim sẽ chỉ đưa ra chắt lọc lại nó thành ba cái ưu điểm lớn nhất mà Liêm Chim muốn thể hiện và định hướng đến các bạn. Ưu điểm đầu tiên đó chính là trải nghiệm. Chắc chắn rồi, một cái thiết bị vẽ thì cái việc trải nghiệm của nó đóng vai trò quan trọng nhất. Nếu như vẽ truyền thống thì nó có rất là nhiều những cái chất liệu giấy khác nhau và những cái bút chì khác nhau. Ví dụ như các bạn dùng giấy kém chất lượng hay dùng bút chì kém chất lượng thì chắc chắn rằng cái trải nghiệm của các bạn khá là buồn và nó ảnh hưởng tiêu cực đến cái cảm xúc của các bạn khi vẽ. Chính vậy thì trải nghiệm với Procreate và iPad, nhắc lại với các bạn, Liêm Chim đánh giá hàng đầu, nó không phải là thứ hai, không phải là trong top đầu mà là hàng đầu với cái combo đó chính là iPad Pro và Apple Pencil các bạn nhé. Ưu điểm lớn thứ hai đó chính là nhỏ gọn và tính cơ động. Chắc hẳn các bạn đã có thể thấy một vài những cái video Liêm Chim up trên kênh của mình, Liêm Chim ra những quán cà phê hay là đi những cái nơi rất là vắng vẻ để mình vẽ. Thế thì đây là một cái điều mà rất là khó các bạn có thể làm được với một chiếc bảng vẽ điện tử. Hãy tưởng tượng các bạn sẽ phải mang một chiếc laptop, mang một cục sạc rất là to, thậm chí một pin dự phòng, rồi các bạn sẽ phải mang theo một chiếc bảng vẽ điện tử, bút, rồi cặp sách. Các bạn thấy chưa, nó sẽ là một cái trải nghiệm đáng buồn cho các bạn nếu như các bạn phải vẽ dã ngoại. Nhưng với một chiếc Apple Pencil và một chiếc iPad thì Liêm Chim nghĩ rằng nó hoàn toàn đáp ứng được cái nhu cầu của các bạn trong một nửa ngày để các bạn có thể vẽ full time luôn. Nó pin thực sự là rất là khỏe để các bạn có thể đáp ứng được cái việc vẽ này. Như vậy thì nhỏ gọn và cơ động, Liêm Chim đánh giá rất là cao. Một cái ưu điểm nữa trong cái phần này Liêm Chim cần phải nhấn mạnh, đó là khi các bạn sử dụng xe máy chẳng hạn, như vậy các bạn di chuyển từ nơi này đến nơi khác để các bạn vẽ, thì các bạn có thể dễ dàng nhét cái iPad này vào trong cốp xe của mình được. Liêm Chim thường xuyên làm như vậy khi mình di chuyển trong thành phố ha, thì nó sẽ giúp cho mình thậm chí còn không phải mang nó trên người nữa. Như vậy thì nó cực kỳ là cơ động và phù hợp với mọi địa hình luôn các bạn ạ. Đó chính là ưu điểm thứ hai rất quan trọng nha các bạn. Ưu điểm thứ ba đó chính là tính đa nhiệm và cực khỏe các bạn ạ. iPad Pro sinh ra không chỉ là một cái tablet, không chỉ là một cái bảng vẽ rõ ràng rồi. Apple đặt một cái yêu cầu rất là cao cho iPad, và chính vì vậy thì nó có rất là nhiều những cái đa nhiệm khác nhau. Các bạn có thể vẽ kèm với nó, đó chính là trải nghiệm nghe nhạc, hay là các bạn có thể vừa vẽ vừa mở một cái tab khác, Google hay là Pinterest, để các bạn tham khảo những cái tranh, lấy ý tưởng từ đâu đó. Thì thực sự đây là một cái combo mà Liêm Chim nghĩ rằng nó rất là tuyệt vời các bạn ạ. Và chất lượng loa của iPad, đặc biệt là iPad Pro, nó cũng là một cái sự đỉnh cao nữa. Rồi và bây giờ thì không mất thời gian, chúng ta sẽ cùng đến ngay với cái phần thứ ba, phần cuối cùng của video ngày hôm nay. Nếu như trong phần đầu tiên và phần thứ hai các bạn có thể tìm thấy trên một số cái kênh YouTube khác, hay là những cái người chia sẻ khác đã từng nói về vấn đề đó rồi, thậm chí các bạn có thể vào trang web của Apple hay là trên diễn đàn để các bạn lắng nghe những cái chia sẻ về ưu nhược điểm của iPad, thì nó khá là nhiều các bạn ạ. Nhưng với phần ba này, Liêm Chim nghĩ rằng đây là một cái phần mà Liêm Chim sẽ dùng cái trải nghiệm thực tế của mình cộng với cái sự thực dụng của một cái người sử dụng iPad vào cái việc vẽ nhé. Mình không có nhu cầu sử dụng quá nhiều cho việc giải trí, để có thể chia sẻ cho các bạn, góp ý cho các bạn, giúp các bạn lựa chọn được một combo vừa đủ, không thừa không thiếu nha các bạn. Đầu tiên thì có lẽ rằng nhiều bạn sẽ quan tâm rằng cái combo vẽ điện tử với iPad của Liêm Chim là gì, thì Liêm Chim sẽ chia sẻ luôn cho các bạn. Đó là Liêm Chim thì đang trang bị cho mình một chiếc iPad Pro bản 2017 10.5 inch và một cây bút chính hãng Apple Pencil 1. Và đặc biệt rằng là những cái bút này ấy, các bạn sẽ phải mua rời. Có nghĩa là khi các bạn mua iPad Pro thì sẽ không được tặng kèm bút nha các bạn. Các bạn phải nhớ cho mình một cái chi phí riêng cho iPad, cho Apple Pencil nha các bạn nhé. Đúng không ạ? Và cuối cùng tất nhiên rồi, đó chính là phần mềm Procreate, là cái phần mềm đặc trưng nhất để, và có lẽ là nó sẽ là tốt nhất để vẽ iPad. Ha, đó chính là cái combo của mình. Thế thì tại sao Liêm Chim lại sử dụng cái combo này, và tại sao mình lại nghĩ rằng cái combo này là vừa đủ
Và liệu cái combo này nó có phải là rẻ nhất để các bạn có thể có được một cái trải nghiệm vẽ điện tử tốt hay không? Thì Lim Jim xin thưa với các bạn, nói về giá thì đây không phải là cái combo rẻ nhất, chắc chắn là như vậy. Với một cái chiếc Apple Pencil thì các bạn có thể mua với kèm với iPad thường, chính là iPad Gen 9 10.2 inch, và các bạn có thể sử dụng Apple Pencil bình thường. Tuy nhiên, tại sao Lim Jim không lựa chọn cái đời này? Nếu như mình đang làm video mà phân tích rằng là nó tiết kiệm nhất thì tại sao lại không? Là bởi vì cái trải nghiệm màn hình của iPad Pro nó có một chút khác biệt so với iPad thường. Tuy rằng không phải lớn nhưng với cái trải nghiệm vẽ tốt nhất thì các bạn nên mua cho mình một chiếc iPad Pro. Là bởi vì thứ nhất, nó có một cái chế độ gọi là chế độ True Tone. Nó giúp cho hỗ trợ cái việc thể hiện cái màu sắc tốt hơn. Đó, với cái chế độ này thì nó giúp cho cái việc hiển thị màu tốt hơn và hài hòa hơn với cái môi trường xung quanh. Giả sử các bạn vẽ trong môi trường nhiều ánh sáng hay là các bạn vẽ trong môi trường tối thì nó có thể điều chỉnh cái tone màu nó phù hợp nhất của cái màn hình ấy, nó phù hợp nhất với cái artwork của các bạn để giúp cho các bạn vẽ được tốt hơn. Điều thứ hai đó chính là cái màn hình của iPad Pro nó có phủ một cái lớp chống chói. Đây là một cái yếu tố khá là thích hợp nếu các bạn thích vẽ bên ngoài, các bạn vẽ ngoài trời hay là các bạn vẽ cái nơi nào nó nhiều ánh nắng, ánh sáng, thì với cái iPad thường ấy thì cái trải nghiệm của nó chắc chắn là sẽ kém hơn một chút nha các bạn. Và cuối cùng nó có một cái chức năng mà Apple gọi là Laminated Screen hay là Laminated Display. Thế thì cái chức năng này nó như thế nào? Thì khi các bạn vẽ, cái đầu bút của các bạn chạm xuống cái màn hình ấy thì với iPad Pro gần như là nó sẽ không có khoảng cách. Các bạn sẽ vẽ ngay trên cái màn hình đó và cái pixel nó sẽ thực thể hiện giống như là cái mực nó phun ra từ cái bút vậy. Nhưng đối với iPad thường thì nó sẽ có một chút cái gap, tức là cái khoảng cách là cái màn hình kép của nó là cái màn hình hai lớp. Đối với Lim Jim thì Lim Jim quan trọng coi trọng cái việc trải nghiệm khi ghi vẽ với màn hình với mình là quan trọng nhất. Đó chính là lý do tiên quyết mà mình lựa chọn iPad Pro chứ không phải là iPad thường. Thế thì bây giờ lại có một cái câu hỏi nữa, đó chính là nếu đã mua iPad Pro tại sao lại không mua một cái size lớn hơn để có được cái sự trải nghiệm tốt hơn? Lim Jim đồng ý với các bạn rằng iPad lớn hơn, size lớn hơn một chút sẽ có trải nghiệm tốt hơn. Nhưng nếu các bạn có một cái sự so sánh về giá và các bạn thực sự nghĩ về cái việc đầu tư một cái món đồ để vẽ chứ không phải là các bạn sẵn sàng chi tiền cho một cái gì đó nó không thực tế, thì các bạn sẽ thấy rằng để có thể tăng thêm 0,5 inch size thì các bạn sẽ phải bỏ ra khoảng hơn 2 triệu. Các bạn ạ, chúng ta chỉ nói về khả năng vẽ thôi thì Lim Jim thấy nó không có một sự khác biệt nào, sự rõ ràng về iPad Pro bản 2017 so với bản 2018. Thay vì thế, với 2 triệu đồng này các bạn có thể mua thêm một chiếc Apple Pencil 1 nữa để các bạn sử dụng nhá. Rồi, vấn đề nữa đó là khi mà các bạn mua một cái iPad Pro bản 2018 trở đi, các bạn sẽ phải trang bị cho mình một cái bút Apple Pencil 2 thay vì Apple Pencil 1. Chính vì vậy thì nó cũng sẽ tăng thêm cái chi phí cho các bạn ít nhất là khoảng 1 triệu đồng nữa. Câu trả lời tương tự cho việc đó là tại sao không mua bản 12.9 inch của 2017 mà là bản 10.5 inch là bởi vì cái tính cơ động của nó. Khi các bạn mua một chiếc iPad quá to là 12.9 inch, nó sẽ giảm cái tính cơ động nhất định cho cái việc sử dụng iPad Pro này. Rồi, và trên đây là toàn bộ những cái thông tin mà Lim Jim mong muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng nó sẽ cung cấp cho các bạn chút cái thông tin hữu ích trước khi các bạn quyết định mua cho mình một chiếc iPad để phục vụ cho việc vẽ điện tử. Và tổng kết lại thì chắc chắn vẽ điện tử trên iPad Pro là một cái trải nghiệm cực kỳ là xứng đáng với cái số tiền mà các bạn bỏ ra. Nhưng thứ hai là các bạn nên cân nhắc liệu các bạn có phải trong cái tuýp người mà nên mua hay không. Và cuối cùng đó là các bạn nên cân nhắc cái combo nào nó phù hợp với cái giá tiền và nó là một cái sự đầu tư hiệu quả nhất có thể. Lim Jim chúc cho các bạn có được một cái trải nghiệm tốt nhất với việc vẽ điện tử trên iPad. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh. Và đặc biệt nếu các bạn có những cái sự bổ sung hay những cái thông tin mà Lim Jim chưa đề cập hết trong cái video này thì Lim Jim sẽ welcome các bạn có thể để lại cái tin nhắn và viết một vài dòng cái cảm nhận của mình về cái trải nghiệm riêng của các bạn khi sử dụng iPad Pro nhé. Lim Jim luôn sẵn sàng nghe và trả lời tất cả các câu hỏi này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video tiếp theo.